đây là văn hóa âm sắc miền Tây. Kiểu mấy dân thôn ăn chơi sành điệu nè, đu theo thời thượng xu hướng là màu đen. Hát với cô em thương đem lòng chịu nè, mến nhau đồng điệu ở thầy mới sắp vô quen. Khóa với không cua thì kêu là rén à, bữa nào sơm sơm rượu ngon ngồi bén là đợi anh vô 500% công lực. Cá chưa tỉnh táo quá nó cục mạch khô khan, làm xong lại chơi nghỉ ngơi điều độ. Cái nít miền Tây kiểu vậy đó giờ, để kẹo gái quê chân đất đồ bộ nè, cỡ mấy em rượt trâu chạy có cờ. Ai ơi đi xa quê ta có nhớ, có cớ đi còn về ghé qua chơi nè, bắt cá đu đồng lên làm chầu nhậu á, thuốc rê là rảnh ra ré ba hơi. Nó là đủ ăn mà hơn phần sướng, hãy đi làm thuê thì kêu mừng mướn. Đồ ăn thì đem máng lên mé dắt, còn dòng vàng thì đem chôn dưới gầm giường. Ở dưới miệt này người ta mà thương á, là người ta thường nhìn tâm nhìn tướng. Nó quanh năm cắm mặt ao đìa ruộng nương, này làm nhiều ăn nhiều. Và đây là tiếng nói miền Tây, mấy em thích hả liền tay. Thám từ quê hương nơi đây son sắc, em thấy hay trong mắt trong khác gì ngay. Có nhà nông dân đang lên mai rap, không giống như ai khác mà cho láng giềng hay. Con thực khai thác theo cách miền Tây, đây là văn hóa âm sắc miền Tây. Quê tao có sông có núi có cánh cò, có tình có nghĩa mà lấy hồn. Về đây tao đón, về đây tao đón, sớm chưa tới chiều mình cùng nhà quê xiên khu như con mùa hè. Ông bà này có tiếng như cái vùng nhà quê, chẳng khoe khoang gì như được cái là tình nghĩa. Hỏi đâu mà không biết nhà ông Thịnh bà Khê. Ông dễ dãi sống là thật thà, làm gì cũng dễ nãi ông còn thờ Phật bà. Đúng là của cải xe đậu chật nhà, và tính ông bình dân ông này thiệt là. Miền Tây còn toàn là mấy vợ tôm, con nào con nấy mập ú mà ngon. Rượu bia một đống uống hết thì thôi, chủ yếu là để đãi xóm giềng bà con. Mà trên bờ kinh bờ ao xe ông đạp có két, ngồi trên dẹp che đâu cần phải lót dép. Mà thôi vô đây mình làm cái rắp rẽn xiết xiết để cho cái mỏ mình đừng có nhai nhớp nhép. Cứ lớn lên cùng nhau tụi anh kêu là ní ná. Mấy bà con xa nè mua láng giềng gần nhà, cần gì nhiều tầng cho cái tên mới quý giá. Chúng tôi say sưa nhìn ngắm cho mây mưa, dùng mắm cho hay dưa nhà tao vào ký cá. Không thể anh em kêu lên chí quá, 1, 2, 3 vô bao nhiêu xí. Anh kêu là quất, thêm một hoa luôn anh kêu là hú. Đóng thì anh em anh kêu là rước, có người nông dân hay trong nhà nước. Bao nhiêu trong lòng nó ra hết ráo, từ hồi năm lớp 6 nghe đàn game ru. Cái kiểu hip hop của người miền Tây nói vậy, ê đừng có nói bậy khi người miền Tây lên stool. Mấy bữa nay anh kêu là hổm đài, còn đứa nào dẫn nhây anh kêu và rỡn hoài. Nếu mà lỡ thua nhưng chưa tẩn mày, chiều tới là bới cơm ra ăn hồi sẩm nè. Nói cho chăng lên, anh giăng lưới, nói đi yêu em xong qua năm cưới. Đến đi dân quê không người gian dối, thích trong cây xanh anh dăm anh tươi. Và đây là tiếng nói miền Tây, mấy em thích hả liền tay. Thám từ quê hương nơi đây son sắc, em thấy hay trong mắt trong khác gì ngay. Có nhà nông dân đang lên mai rap, không giống như ai khác mà cho láng giềng hay. Con thực khai thác theo cách miền Tây, đây là văn hóa âm sắc miền Tây. Và đây là tiếng nói miền Tây, mấy em thích hả liền tay. Thám từ quê hương nơi đây son sắc, em thấy hay trong mắt trong khác gì ngay. Có nhà nông dân đang lên mai rap, không giống như ai khác mà cho láng giềng hay. Con thực khai thác theo cách miền Tây, đây là văn hóa âm sắc miền Tây.